Thì nước mắm của mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là bắt bếp lên nha các bạn. Bắt bếp lên cho cái chảo nóng nha các bạn. Mình muốn các bạn cứ theo quy cách của mình là nước mắm ăn rất là ngon nha các bạn. Tại vì mình làm có công thức hết trơn nha các bạn ơi. Các bạn cứ làm theo mình nên là ăn rất là vừa ăn các bạn. Giờ chảo nóng rồi các bạn, bây giờ tiếp tục là mình sẽ đổ dầu nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ cho tỏi vào các bạn. Vàng bắt đầu mình cho nước mắm vào các bạn. Vàng các bạn ơi. Món cho nó kẹo nha các bạn. Cái này còn thiếu một món rất là quan trọng, ngày sáng mình đi chợ mua cũng khó các bạn ơi. Cái này là món rau găm á. Cái này các bạn chiên nước mắm xong, xúc nước mắm xong các bạn đổ lên dĩa, các bạn để mình về động rau găm nha các bạn. Ngày sáng mình đi chợ không có rau găm các bạn ơi, rất là tiếc luôn. Cái này đi chợ khó quá, đi người ta cũng mua giùm chứ mình cũng không có đi nữa. Cho nó kẹo nước luôn nha các bạn. Cái này các bạn ăn cay, các bạn cho ớt vào nó nha các bạn cắt ớt lát á, rồi các bạn bỏ vô. Cái này tại nhà mình có nước nữa, mình không có ăn cay, mình chỉ bỏ tiêu thôi à. Các bạn ăn cay các bạn nên bỏ ớt vào và lát, nó sẽ cay sẽ ngon hơn, nhìn nó cũng hấp dẫn hơn. Với lại các bạn có rau găm thì các bạn cho rau găm vào nha, tại mình không có thì mình không có bỏ nha các bạn. Các bạn cứ quậy cho nó lên bọt là lên màu nha các bạn. Các bạn quậy cho nó sệt là nha các bạn ơi, bạn đừng có để lỏng quá nha. Các bạn để lỏng lọt quá thì mình sẽ xào chuột lâu lắm các bạn. Có gì đây cũng được rồi nè các bạn, thấy không, kẹo rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ chuột cái gì này vào các bạn.
thấm nha các bạn. Nước mắm mình chín rồi các bạn ơi, mình tắt lửa các bạn ơi. Rất là ngon nha các bạn. Mình mở cái dĩa nha các bạn ơi. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Đây nha các bạn. Các bạn có cao cơm thì các bạn cứ bỏ cao cơm lên các bạn. Các bạn làm thành công món chuột chiên nước mắm nha các bạn. Và mình cũng kết thúc clip nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công.